Thưa quý vị và các bạn, trong 4 ngày nghỉ lễ từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 4, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và xử lý 149 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ngoài ra trong tổng số 464 trường hợp vi phạm các quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông được phát hiện xử lý có 65 trường hợp vi phạm về tốc độ, 68 trường hợp không có giấy phép lái xe, 86 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là gần 1,1 tỷ đồng vào thời gian cuối kỳ nghỉ lễ du khách từ các điểm du lịch sapa bát sát bắc hà bảo yên trở về thành phố lào cai và về xuôi rất đông lưu lượng phương tiện tham gia giao thông sẽ lớn vì vậy lực lượng cảnh sát giao thông trật tự sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuần tra kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông